Chào các bác nhé, đây là máy thổi xăng hôm nay này là hàng Mỹ nhé, động cơ của nó là 2 thì. Máy thì cũng tầm khoảng 90% thôi. Còn đây là cái ống của nó đây. Máy đây. Bác nào mình quan tâm đến cái máy thổi này thì liên hệ em nhé. Vẫn trong thùng, chưa có đổ xăng làm nổ. Bác nào đấy thì em sẽ làm nổ nhé. Bên kia thì họ cũng đã đổ xăng sử dụng rồi. Bây giờ mình về mình test lại thôi. Bác nào đấy thì em sẽ làm nổ các bác luôn nhé. Máy thổi lá chạy xăng 2 thì xăng pha nhớt hôm nay hàng Mỹ. Bác nào mình quan tâm thì cứ liên hệ.